lắng nghe phục vụ mình chứ mình đừng có phục vụ nó, tốn kém lắm. Trò chơi này tốn kém mà đau đầu lắm. Thôi. Xin chào 500 anh em Min. Sau 1000 lời yêu cầu, ủa mà không có ai yêu cầu hết nhưng mà tôi vẫn làm. Nói về cái trải nghiệm của tôi về Min thôi chứ tôi không có hướng dẫn hay là chỉ dạy hay là bóc phốt gì ai ở đây cả. Ok, và bắt đầu thôi.